Xin chào các bạn. Như đã biết thì Galaxy S8 và S8 Plus chính là bộ đôi flagship mới nhất mà Samsung vừa mới giới thiệu ra công chúng vào tuần trước, và hiện tại thì đã cho phép đặt hàng trước tại một số thị trường nhất định, trong đó thì có cả nước ta. Chắc chắn là Mac Channel sẽ mang đến cho các bạn những video đánh giá chuyên sâu về chiếc điện thoại mới nhất, hấp dẫn nhất của làn smartphone Android này vào một thời gian sớm nhất. Nhưng hiện tại thì chuyện đó chưa cần thiết, mà chúng ta hãy dành một chút thời gian để điểm lại một trong những tính năng được coi là trọng tâm của thiết bị cao cấp này, đó chính là camera. Có thể thấy so với người tiền nhiệm là Galaxy S7 thì dường như là Samsung đã không hề cải thiện đáng kể về mặt camera trên chiếc Galaxy S8 của họ. Cụ thể, Galaxy S8 và S8 Plus được công bố với phần cứng camera bao gồm cảm biến ảnh với độ phân giải là 12 MP, công nghệ lấy nét siêu nhanh là Dual Pixel, tương tự như Galaxy S7. Bên cạnh đó thì camera của Galaxy S8 cũng sẽ sử dụng hai cảm biến ảnh khác nhau. Một bên là sử dụng cảm biến ISOCELL S5K2L2 của Samsung tự trồng, còn một bản khác thì lại cài cắm cảm biến ảnh là IMX333, vốn được đặt hàng từ Sony, nhà sản xuất cảm biến hình ảnh lớn nhất trên thế giới, đồng nghĩa với việc là Galaxy S8 là chiếc điện thoại đầu tiên tích hợp cả hai cảm biến ảnh thế hệ mới này. So với Galaxy S7 vốn sử dụng loại cảm biến cũ hơn là S5K2L1 hoặc là IMX260 thì rõ ràng là Galaxy S8 được cải tiến hơn rất nhiều. Nhưng mà có vẻ như là sự khác biệt trong chất lượng ảnh giữa hai thế hệ này thì không nhiều lắm, nên là Samsung đã quyết định là không nhắc về camera của chiếc flagship mới trong sự kiện ra mắt của họ. Được biết, trước khi Samsung công bố Galaxy S8, vốn đã được chúng ta biết đến rõ ràng là sử dụng ống kính đơn, thì trước đây còn có một số tin đồn tuyên bố rằng công ty Hàn Quốc đang sản xuất một số mẫu flagship được trang bị của camera kép, nhưng mà chỉ tồn tại trên các biến thể có màn hình lớn, tương tự như là chiếc iPhone 7 Plus của Apple hay là Mi 5S Plus của Xiaomi vậy. Sẽ chẳng có gì đáng nói bởi vì sự xuất hiện của Galaxy S8 đã bác bỏ hoàn toàn thông tin trên, nhưng mà sự thật thì có vẻ không phải như vậy. Hóa ra là Samsung đã từng thực sự cân nhắc về việc mang camera kép lên chiếc flagship mới nhất của họ, mà ở đây chính là Galaxy S8. Như đã biết thì để phát triển một chiếc điện thoại hoàn chỉnh để tự tin công bố ra thị trường, nhà sản xuất sẽ phải thử nghiệm vô số nguyên mẫu khác nhau để đánh giá tính khả thi của nó. Vốn được mang danh là nhà sản xuất chịu khó chiều lòng người dùng nhất, rõ ràng là Samsung không thể làm ngơ trước trào lưu camera kép đang cực kỳ thịnh hành trong thời gian gần đây. Nhưng mà một số hình ảnh dò dỉ thực tế được cho là trong phòng nghiên cứu và phát triển của Samsung tại Trung Quốc đã cho thấy rằng Samsung đã từng thử nghiệm cụm camera kép cho chiếc Galaxy S8 Plus. Cụ thể, bằng chứng nằm ở chính cái tên mã của thiết bị dò dỉ, đó là SM-G955F, tức là phiên bản Galaxy S8 Plus với màn hình có kích thước là 6,2 inch. Và thật đáng tiếc, với những chiếc Galaxy S8 Plus mới được ra mắt ở thời điểm hiện nay đã không còn sở hữu cụm camera kép như là nguyên mẫu của mình nữa. Nhìn chung có vẻ như là Samsung thì cuối cùng cũng đã chơi thật chậm hơn khi mà giữ cho mình thêm khá bài tủ để chuẩn bị đương đầu với màn ra mắt của thế hệ iPhone 8 thay vì bùng lượng hoàn toàn ở thời điểm hiện tại. Nói cách khác thì dù thực sự khá là đáng mua, nhưng mà Galaxy S8 thì vẫn đang là một quân cờ mang tính chất thăm dò sự thành công của Samsung để hãng có thể là lấy lại tiền, và từ đó thì làm tiền đề cho các quân bài chủ lực tiếp theo của mình, đó là Galaxy Note 8, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu mà chiếc tablet này sẽ mang đến đầy đủ những tính năng mà người dùng đang mơ ước trên một chiếc điện thoại Samsung, ví dụ như là màn hình cong, bút S Pen cùng với các cụm camera kép. Và chỉ nghĩ đến vậy thôi thì cũng đã đủ để khiến chúng ta thực sự phấn khích rồi, đúng không nào? Còn bạn, nếu chiếc Galaxy S8 có cụm camera kép này được tung ra thị trường thì liệu bạn có mua nó hay không? Hãy cùng thảo luận với Hà Thu ở bên dưới comment nhé! Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mac Channel. Bye bye!